Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Tôi đang có mặt ở khách sạn Grand Plaza và trong tối ngày 7 tháng 4 sẽ có một số cầu thủ U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 31. Tối nay thì sẽ có khoảng một ít cầu thủ thôi, do nhiều cầu thủ còn đang tập trung chuẩn bị cho các trận đấu của câu lạc bộ chủ quản tại Cúp Quốc gia. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem những cái tên nào đã tới đây từ sớm để chuẩn bị cho buổi tập trong sáng ngày 8 tháng 4 của U23 Việt Nam. Như các bạn thấy trên màn hình là bộ đôi cầu thủ Liễu Quang Vinh và Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài của Đắk Lắk và Liễu Quang Vinh của SB Đà Nẵng. Các cầu thủ này đang vừa đi ăn về. Tuấn Tài thi đấu ở vị trí tiền vệ, còn Liễu Quang Vinh thi đấu ở vị trí trung vệ. Tiếp theo là Hà Xuân Quyết và Hà Xuân Tân. Đây là bộ đôi cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định. Cầu thủ chúng ta vừa mới đi ăn về. Ra tầm này khi mà lên video thì đã gần 12 giờ đêm rồi và cũng phải gần hơn 2 tiếng rồi. Và bây giờ thì tôi đang chờ đợi cầu thủ cuối cùng xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Trần Quang Thịnh, cầu thủ của Công an Nhân dân. Quang Thịnh là người tập trung muộn nhất trong tối ngày nay. Phần cầu thủ cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay là Quang Thịnh của Công an Nhân dân, nghe nói ở phút trước ngay sau khi hoàn thành trận đấu Cúp Quốc gia thì Quang Thịnh đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để lên hội quân. Trong sáng mai thì Thịnh sẽ có buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi cũng những hình ảnh cuối cùng trong video này. Chúng ta sẽ còn rất nhiều các cầu thủ khác sẽ hội quân vào những ngày tiếp theo, tùy theo kết quả của các trận đấu ở Cúp Quốc gia của các đội bóng chủ quản của những cầu thủ này. Và ngay trong sáng ngày 8/4 thì U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại VFF trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Buổi tập này có lẽ sẽ chỉ có khoảng 10 cầu thủ thôi và cộng thêm một số thành viên ban huấn luyện. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ bước vào quá trình tập luyện như kế hoạch và hy vọng là từ giờ cho đến khi SEA Games, cao thủ của chúng ta sẽ có được sức khỏe thật tốt và một tâm lý vững vàng để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ở giải đấu SEA Games trên sân nhà năm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.